Nếu như bạn để ý thì bạn sẽ thấy Ronaldo thường sẽ nhảy lên và nói câu này khi chiến thắng. Và tại sao anh ta lại nói như vậy? Trong một lần Ronaldo chơi cho Real Madrid và khi đội của anh ta chiến thắng thì mọi người sẽ cùng nói si, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đúng hoặc là tuyệt vời. Từ đó Ronaldo đã làm điều đó thường xuyên hơn và trở thành thói quen, cũng như là mỗi khi ghi bàn thì anh ta sẽ nói si. Cùng với điều nhảy lên và xoay vòng vô cùng ấn tượng.